Nếu các bạn đang quan tâm đến một chiếc xe tải nhẹ có một trọng tải dưới 1 tấn và có một mức giá vô cùng hợp lý, trả trước chỉ từ 35 triệu đồng, thì các bạn hãy đón xem cái video này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí review xe ô tô Thiện Nhân. Hôm nay kênh ô tô Thiện Nhân sẽ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm có một mức giá vô cùng rẻ. Các bạn có thể sở hữu nó chỉ từ 35 triệu đồng và chúng ta sẽ sở hữu được một cái chiếc xe tải nhẹ với cái trọng tải là 810 kg như thế này. Và chúng ta với cái 810 kg đó, chúng ta sẽ có một cái chiếc xe với cái bộ máy là 1050cc và có cái công suất cực đại là 45 kW. Chúng ta có điều hòa hai chiều, chúng ta có tay lái trợ lực điện, chúng ta có kính điện, đầy đủ tất cả mọi thứ cho một cái nhu cầu của các bác tài xế thông thường. Thì ngay bây giờ thì mình và cùng các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái xe này. Thì trước mắt các bạn, nó là cái xe Dongben 1021 của nhà máy Dongben Việt Nam, hay còn gọi là một cái tên khác là Dongben 870 kg. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm thùng kín. Đây các bạn sẽ thấy cái thùng kín nó như thế này. Thì với cái chiếc xe tải nhẹ này, nó sẽ có 3 loại thùng. Thứ nhất là thùng lửng, nó sẽ ngăn lên đây. Thứ hai là thùng mũi bạt, nó sẽ không có cái lớp trên này, nó sẽ là phủ bạt ở trên. Và thứ ba là thùng kín như thế này. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm thùng kín inox. Các bạn nhìn thấy cái chất liệu của nó là bằng inox. Chất liệu tôn nó sẽ có một mức giá khác, chất liệu inox nó sẽ có một mức giá khác. Thì cái sản phẩm này là chất liệu inox. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem cái thùng này. Đây là cái thùng của chiếc Dongben 870 kg thùng kín. Các bạn sẽ thấy là với cái kích thước thùng dài là 2m4, 2m4-50, chiều cao và chiều rộng lòng thùng khoảng 1m4-50. Thì đây là một trong những cái dòng xe tải nhẹ trọng tải dưới 900 kg mà có một cái thùng dài nhất và kích thước lớn nhất. Đây là điểm mạnh của cái sản phẩm này. Chúng ta có một cái thùng với cái thiết kế với cái chất liệu rất là chắc chắn, đóng chất rất là chắc chắn như này. Nó không khác gì so với những cái dòng xe chính hãng mà các bạn tìm kiếm ở trên thị trường như là Kia hay là Isuzu. Tất cả mọi thứ đều giống nhau thôi về chất liệu thùng. Chúng ta sẽ không nói nhiều về cái thùng này mà hôm nay mình sẽ chỉ nhấn mạnh cho các bạn biết về cái dòng xe này là một trong những cái dòng xe mà có một mức giá vô cùng hợp lý của nhà máy xe Dongben. Thì cái sản phẩm này được ra mắt thị trường ở Việt Nam cách đây đã 10 năm rồi và trải qua rất nhiều đợt nâng cấp. Thì hiện nay đây là một trong những cái dòng xe mà bán chạy nhất của nhà máy xe Dongben. Ngoài ra thì nó sẽ có cái hiệu năng sử dụng cũng như là cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm này là tốt nhất. Đấy, các bạn chỉ phải bỏ ra 35 triệu và chúng ta sẽ thực hiện cùng các chính sách trả góp của tùy từng đơn vị. Với cái đơn vị mình thì bên mình sẽ có cái chính sách trả góp từ 50 đến 80% của cái dòng xe này. Nên các bạn hoàn toàn có thể sở hữu nó chỉ với 35 triệu đồng trả trước. Ok, mình sẽ giới thiệu qua một chút về thông số kỹ thuật cũng như là về cái ngoại thất và nội thất của dòng sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái xe hoàn thiện như thế này. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm mà có lớp phụ ở đây. Chúng ta có hệ thống nhíp treo 5 lá và hệ thống lốp không xăm của Casumina Việt Nam, chất lượng cao. Chúng ta sẽ có một cái ngoại thất nó khá là đẹp. Trong dòng xe tải nhẹ chúng ta sẽ thấy là cái dòng xe này thực tế ra đến bây giờ, đến năm 2019 này, đã có rất là nhiều các cái đời xe Dongben 1021 chạy trên thị trường rồi. Chúng ta sẽ bắt gặp cái hình dáng này, cái form dáng này rất nhiều. Đó, thì không thể nào tự nhiên một chiếc xe mà chất lượng kém mà chạy ngoài đường nhiều như vậy. Thì các bạn có thể lưu ý rằng đây là một những dòng xe mà bán chạy nhất và có chất lượng tốt nhất. Chúng ta sẽ có một cái ngoại thất nó trông giống như những cái chiếc xe con, từ đầu xe cho tới thân xe. Chúng ta có hệ thống đèn Fabricelon ở đây, đèn xi nhan ở đây, logo được dập 3D lỗi như này. Đây là logo được ép kính cường lực. Chất lượng nhựa ở đây cũng là một trong những cái chất lượng nhựa rất là cao cấp. Đó, thì sau một thời gian sử dụng nó sẽ không cũ đi. Nếu mà có vẻ xảy ra cái va chạm hay là thay thế thì thay thế cái linh kiện các cái sản phẩm này thì vô cùng rẻ, nhất là những cái đơn vị mà họ có một cái xưởng bảo dưỡng chuyên biệt như của bên mình. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về cái nội thất của cái dòng xe này. Mời cả bạn camera đi sang về phía bên kia.
một cái xe mà có giá rẻ nhất của Đông Ben, chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có đầy đủ hơn so với những cái chiếc xe khác của hãng đắt tiền hơn như là Suzuki, Sucoq đấy. Các bạn có thể mừng rửa được con Sucoq mà chạy trên ngoài đường cũng khá là nhiều đấy. Ngoài ra có một số hãng khác, nhưng cái sản phẩm này nó nổi trội hơn ở điểm chúng ta sẽ có cái tay lái chuẩn lực điện, chúng ta sẽ có điều hòa hai chiều, hệ thống FM radio và kính điện. Đây là một trong những cái điểm mà đời 2019 sẽ khác so với những cái đời cũ hơn. Chúng ta có ghế da, đây các bạn có thể nhìn thấy ghế da. Thì cái sản phẩm Đông Ben 2021 này cũng là một sản phẩm duy nhất trong dòng công các dòng xe của Đông Ben nó có trang bị ghế da cho khách hàng, thì chúng ta sẽ không cần phải lắp thêm ghế da nữa. Chúng ta có một hộp số với 6 cấp, với cái động cơ máy là 1050cc và cái công suất là 645 kW, hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí của các bạn sử dụng trên đường. Với những cái xe mà với công suất thấp hơn thì khi chúng ta bật điều hòa nên nó sẽ bị yếu. Thế nhưng mà với cái sản phẩm này các bạn yên tâm, họ đã tính toán cho các bạn công suất vừa đủ để vừa chạy điều hòa vừa hoạt động. Tất cả thông số rồi là hệ thống đồng hồ hiển thị đều đầy đủ các thông tin. Ta có một cái nội thất nó rất là hiện đại này, sau một thời gian sử dụng các bạn hoàn toàn yên tâm là sẽ không bị cũ đi. Ok. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn qua một cái dòng sản phẩm xe tải nhẹ có một mức giá vô cùng hấp dẫn của Đông Ben. Hiện tại thì chỉ với 35 triệu đồng các bạn có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Hoặc nếu các bạn muốn trả thẳng thì với cái chiếc xe này là một chiếc xe thùng kín, nó sẽ có một mức giá khác. Và một chiếc xe mà người ta hay sử dụng ngoài đường ấy, đó là chính là cái chiếc xe thùng bôi bạt. Thì để sở hữu được chiếc xe đó chúng ta chỉ phải bỏ ra khoảng 180 triệu đồng. Một chiếc xe mới 100% hoàn toàn không khác gì cái sản phẩm này, nó chỉ khác mỗi cái thùng thôi. Đó. Với ba màu thì chọn cơ bản là xanh, trắng và bạc. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ có thể là quan tâm hơn về cái dòng sản phẩm này trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.